Hello anh em. Ish. Chào, mình đã mong là nó sẽ ra Malok rồi. Azenka thì bình thường, không thích Azenka lắm đâu. Mình có một con teo này là đang hơi cân nhắc để đánh cung luôn anh em ơi. Mấy kia mình không lấy đâu. Nếu chúng ta đã sai, sao lại gặp nhau? Làm sao nỡ quên được một ai? Tân nhất đôi giây nhầm sai. Ngon, có đồ cái cung luôn nè. Cause baby is always you. Baby, chắc là số mình không duyên. Ca này là khó này. Yêu rồi được xó này. Đến bây giờ thì lại bó tay. Mà nếu anh nhớ không nhầm, con già hay hơn nhỉ. Anh thích ăn rau cần, quét anh lại phải mua mớ rau ăn đại vì anh cũng thích rau cần. Ok, anh để em đi. Hồi rồi, hai AT sách thánh anh em ơi. Mà đôi khi anh vẫn lên mấy story xem đi. Già ulti đẹp quá. Ulti teo nào, một phát choáng nào. Gửi điểm anh em ơi. Baby chắc là số mình không duyên. Ca này là khó này. Mà thắng mình sẽ bán này đi, thua mình sẽ bán con Văn Heo đi nhá. Văn Heo mình mua lại được, không có vấn đề gì. Chọn hai con này đó, cầm cầm cự khá tốt anh em ơi, mình thích hành đồ đồ game phết. Nhất là con già với là con Ignis, à con già với là con Bindu. Bùm, choáng, choáng teo, choáng đôi. Cảm ơn anh em ơi, bán con này đi, đi mua tạm ạ. Trận này có vẻ tươi đấy, còn anh trận tiệm sẽ có con sớm nữa là 10 điểm luôn đó. 10 điểm không không cãi nhau nhiều luôn. Văn Heo tầm này sẽ khỏe hơn một chút. Cá nhân thích Văn Heo hơn. Trách thương nhá. Cũng khá nhiều bạn không biết thắng được không. Không ai có thương cả, cần mình tăng con HT đi. Thật là vậy anh em. Bạn này xếp tướng đẹp ấy. Đi đu ulti hơi xấu này. Già ulti đẹp quá anh em ơi, con Ignis này đổ game nó cánh điên thật sự luôn ấy. Baby chắc là số mình không duyên. Bạn này mà thua nữa thì ngon. Thua được ấy. Ngon, mỗi mình chữ thắng được này. Thợ săn quỷ lè. Bán mày đi. Tí nữa mình mua lại con Ignis lại được anh em ơi, không có gì. Ignis dễ kiếm mà. Roll phát nhỉ, roll phát quá lại. Con heo 2. Quá lại cũng được. Quá đi. Con heo 2 phát. Baby chắc là số mình không duyên. Cái này là khó này. Yêu rồi thì xó này. Nhưng bây giờ lại bo này. Mà nếu nhớ khổ. Ủa, đồ ngon phết đấy anh em. Đồ này đánh cung đúng tuyệt hảo luôn đó. Tuyệt đỉnh công phu luôn đó. Xeniel à. Cũng được, ý là đánh này cũng được. Bây giờ thì lành bó tay mà nếu anh nhớ không nhầm. Thích ăn sao cần thế này đi. Có sợ ai có thương không nhỉ? Có ai có thương không? Có ai có cót các thứ à? Mình muốn bảo kê teo hay là mình muốn con Senel mình hồi máu nhiều cho team nhỉ? Mình nghĩ là hồi máu được ấy, bởi vì mình có thợ săn quỷ này khá là trâu này. Thứ là thế, thứ hai là có khi Văn Heo này sẽ gánh team hơn con teo là tiếp theo này. Mình nghĩ là Senel sẽ hồi máu được anh em ơi. Tự tin một chút. Teo thì phát đẹp nè. Choáng này. Ôi rồng vừa đẹp đấy. Senel hồi máu lâu quá anh em ơi.
Chờ nó hơi máu lâu. Cách ăn rau cần theo thói quen anh lại phải mua mớ rau ăn đại. Vì anh cũng thích rau cần. Cá nhân mình thích liềm hơn nhé, thích hai liềm. Hai liềm ngon hơn thì cần cả yon cả teo. Tiếp theo là yon đã pháo thủ tạo nữa này. Yon ra rồi này. Đu nhót được rồi này. Đu nhót luôn này. Hai này nhót luôn này, thêm con cung nữa này. Yon này chưa khỏe lắm anh em, Yon 1 hiện vẫn chưa tín được lắm đâu, nên là mình sẽ cứ từ từ nữa nhé. Hero ulti vào đẹp này, Senel ulti hồi máu một phát được không? Cũng hồi được này. Yon khá gánh rồi đấy anh em ơi, khả năng gánh hơn con teo mất rồi. Mình sẽ nhá sang lại cho con teo. Grichy Teo gánh team mà Yon gánh team ngon hơn. Bắn heo với cả Yon. Cá nhân mình nghĩ giờ Yon hơi sớm. Yon cũng chưa ok được. Bắn heo vẫn là carry nhất đi. Bắn heo vẫn là carry. Một thương bắt đáy con này thôi. Này ai ra tay sách thánh à, căng đét anh em ơi. Sấy, ui chậm quá. Yon sấy ngang còn liềm này. Mắn thua rồi anh em ơi. Tìm kiếm HT khỏe quá, floor flip thứ nữa. Sáu cung mới được. Yon trận này như không ai đánh mấy. Ui bọn này sáu cung này. Fuck. Nhưng đồ bọn này xấu hơn mình nhá. Cũng đẹp nhưng mà xấu hơn mình chút nhá. Mà lại 6 cung nhanh nhật. Chóng thật anh em ơi. Nó cũng thế là quá nhanh nhá. Còn con heo cũng gánh không? Rồng này chắc là nhót thôi. Cầm về cho anh em đỡ phải rôn tạm một chút thôi. Sao cung sớm quá nhỉ? Thương bắt Yon rồi, còn bắt heo anh em ơi. Yon xấy được ngang quả thì cũng khá là ngon nếu mà xấy ngang được. Senel hồi máu được này. Máy thế lên được con Senel 2 rồi đấy. Nhưng mà mất chuỗi thắng lần vừa nãy. Mất rau ăn đại vì anh cũng thích rau cần. Mua pháp mới phát nghỉ viện nữa anh em ơi. Tôi quên chưa mua lại ma pháp nghỉ viện nữa. Để ý mua lại nhé. Bây giờ Yon là 2 rồi, mình sẽ cho nó 2 đồ. Bắn heo cầm cái này cũng khá là ok, mình cho nó chơi tiếp đi. Một bạn cờ cầm thương nhưng mà đấy bắt con Yon mình xong. Các bạn sẽ không bắt lại nữa. Cháu cũng có chơi kiểu này nhỉ. Chơi kiểu liều mạng này nhỉ. Chở cái tí floor xuống xin hết. Mà sao ăn đại vì anh cũng thích rau cần. Kurochi. Này giữ một thôi nhé. I will see my destiny to the end.
Hai thương đấy này. Cái khả năng của này Teo sẽ bắn đau hơn là Van Heel rồi anh em ơi. Đau hơn này là Van Heel mà đau hơn nhỉ. Choáng nốt. Nốt đấy. Đau anh em ơi, Van Heel vẫn bắn vẫn đau lắm, Teo mình thua rồi. Nhiều sát thủ không? Một nắc. Mỗi một nắc thôi anh em ơi. Tê nhé. Teo bắn quả đẹp quá này. Ồ, vẫn sấy được đen thế. Để ý mua ma pháp nghỉ viện nhé, mình hay quên mua ma pháp nghỉ viện thế. Hai bình TV này sấy sớm thế, Teo mình ulti không kịp. Teo bắt đầu bây giờ nó bắn được cái góc thương này là bắn khỏe phết này. Cho vào luôn nè. Chưa thích lắm anh em nè. Mình sợ nó không ngon lắm anh em ơi. Cảm giác là chắc không ngon bằng bằng đánh thêm tí thánh đồ, thêm tí thợ săn quỷ đâu. Không, cũng ngon đấy, 6 cung cũng ngon đấy. Không khác rồi. Tại mình có hai cái liềm anh em nên là tự nhiên nó lại tanh tanh cũng khá là ổn. Không teo không tiêu được luôn. Phoenix bây giờ lại tin tưởng Phoenix nhá. Tin tưởng Phoenix chút nhá. Mình nó mang quá. Nó hơi khó nhỉ. Lo 2 dắt một khổ hay cái quái gì điên. Dắt một khổ thì là thuẫn. Chấu quá. Phoenix cũng chưa carry được. Có thương của đấy cũng hơi mỏng. Chưa carry được. Nghe ông giữa đấy. Xe ông đây. Cái này con Teo sẽ không ulti được luôn nhưng mà cũng không sao anh em. 9 con Yon mình cầm 3. Chơi cầm 6 rồi. Tươi tán phết nhỉ. Magic
Để ý mua con Dasi nhá. Này cho Sanel này. Magic the door to another dimension. The door. Magic pervades everything. The universe unfolds around me. I will see my bắt Phoenix nhiều đam lên này. Theo ulti một phát cho máu này. Máu này. Cho máu này. Chanel kia cầm cái thương ở đâu, con Phoenix này cầm cái thương ok quá. Cái thương đúng khớp đội hình luôn. Thôi mình có một vàng về nhé. Gần Darcy quá. Truy hồn nhá, cần truy hồn hơn. Đoan ba đồ ok phết nè. Đoan ba đồ này carry luôn ấy. Trận kia vẫn 87 này, nhiều máu thế. Minh Tố à. Minh Tố chắc cũng phải khỏe thêm một lúc nữa anh em ơi. Minh Tố khỏe lâu á. Cần 7 con Yon. Con cát bên này đúng không? Quy bên này. Đây đi. Con cát xuống đáy bên này nguy hiểm phết, cái bạn Thái Bình TV kìa. Để ý bạn ấy một chút nha anh em ơi. Yon còn liềm này, Teo còn liềm này. Phoenix vẫn gánh được anh em ơi. Ây, ây mày có vẫn thắng. Phoenix gánh điên phết nhở. Oh, cho nó có một cái thương rồi đấy. Đánh hơn cả Teo ạ. Yeah, cũng hên xui, kiểu có lúc con Teo gánh hơn, lúc con Phoenix nó lại gánh hơn. Ê nhưng mà con Phoenix kiểu điên rồ phết nhở. Kiểu bị điên cuồng ấy. Cũng khó hiểu thật. Thương đáy à? Yeah, sát thủ, mấy con sát thủ kia nó vẫn chưa đến lúc mà thương đáy cũng được. Đáy. Bắt được con Yon này. Ai còn con Quy nữa. Ê, Phoenix lên 3 không? Thấy con Phoenix bắt đầu ổn. À, phết đấy em. Đam ra nhiều phết đấy. Không hiểu kiểu gì luôn đấy. Phoenix lên 3 carry hơn cả con Teo mà. Không hiểu kiểu gì. Phoenix lên 3 chả ai lấy Phoenix đâu. Con bài điên rồ không ai lấy. Nhưng mà lên bão hơi khó vì lên trên level này nó còn 15% ra tướng 2 vàng thôi. Crest nộ này. Sát thủ keo đáy à. Keo đáy con cát lại bên này rồi bọn này. Cái kéo này xuống em ấy. Chai neo hồi máu quả đẹp nhưng mà không hồi được. Teo bắn multi. Cát đi xuống đây rồi. AT xây nốt. Không chết, đèn thế. Không chết thì mình chết rồi. Phoenix lên 3 thử xem sao nhá. Phoenix 3 đã là một con bài hay ho. Quên nãy không lấy nhiều hơn. Không sao, không ai lấy đâu. Mà tranh Phoenix mình.
Thêm PC vào đây. Lý ngon hơn nhỉ? Nhờn luôn anh em. Ôi, 10.000 đam này. Giờ phết nhở. Giờ cho anh ta phết nhở. Tạm tạm xem nhau lại nhá. Chưa có con ấy em. Chưa có con quy. Thích tiền đi. Không vội. Ê, nhiều sát thủ ghê đấy. Chéo góc tí đi. Thôi bắn cũng quá nhỉ. Đấy. Bắn con đã có đều. Bế được con Yon này ngon ấy. Phải nick ulti phát. Ui 10 điểm vai nick ơi. Ulti quả đấy là 10 điểm đấy. Nó không chỉ nó ulti vào cái chỗ đẹp đâu mà nó còn ulti cộng cộng truy hồn cộng các thứ. Ai ra sức mạnh của con Phoenix à? Giờ rồi anh em ơi, chết rồi, bây giờ phát hiện ra cái trò mới rồi. Phát hiện ra trò mới rồi. Con này không ai chơi đâu. Quét nộ luôn này. Cần trò Phoenix này là không ai chơi đâu đấy. Ê, con Quy. Quy. Cho Quy. Hai đồ này cho cũng tốt rồi. Lily chết trước đi. See my destiny to the end. Còn thế thì còn gì là người nữa anh em ơi. Phoenix cũng được một phát khá đẹp này. Chết con rồng luôn này. Dở rồi anh em, đỡ sao được mình bây giờ. Chết dở rồi. Lily bỏ ra lấy thêm von cát này. Quét nộ luôn á. Thêm phát đi. Lên luôn đi. Luôn cho vui nhà vui cửa nhé. Don't worry.
Ê, con Phoenix nó cứ ulti cả nghìn tỷ sát thương ấy anh em ơi. Điên quá. Có cái nào cản Phoenix này không nhở? Thật sự luôn ấy, nó bị ẩm sao ấy, con Phoenix này bị ẩm sao ấy. Cứ có thương là má nó thành con điên rồ. Yeah, kiểu Richter cũng không điên được thế. Ô, bạn ấy thắng mình này, điên thế. Điên. Bạn ấy con người điên, gặp nhau. Chưa ra. Không vội lắm. Thái Bình TV à, mà này Ngọc Đại thương đáy à. Thương đáy bế con rồng xử lên luôn. Chơi mình. À đâu, mình góc này mình đang bế rồng mà đúng không? À không, góc này bế được rồng. Nhưng mà cần thêm Victor anh em ơi, kiếm thêm Victor đánh nó điên. Mạch yên tâm, không phải điên. Thêm một con là mình thêm con QC nhá. Không cần thêm con Lily đâu. Ê, con Phoenix 3 lên được 3 là điên ấy. Nếu mà lên được. Không có thêm shop tướng rồi. Quy đi. Teo không ulti được luôn à. Này thì ném cho một con nào đó đứng cạnh con tơ là được. Này đi à. Tao không mượn cho con cá à. Justice reigns. Tự nhiên nó mọc cái hai con này hợp lý thế nhỉ? Này đổi góc này. Đổi góc với chúng tôi. Khó cản lắm anh em ơi, Yon thánh đồ các thứ khó cản lắm, kể cả mình xếp sai mình vẫn là một cái gì đó ghê gớm. Này đi. Bạn này chưa chắc đã đi đâu, bạn này khi thắng bạn kia. Ngon. Sống thêm vòng nữa các bạn ơi. Sống là tốt đấy. 3C mình bỏ rồi mà. Thêm đối thủ đi. Aero ngon hơn. I am the ghost walker. Mày chụp Victor đi. Bạn này chúng thế cũng điên phết nhỉ, con thê này điên phết nhỉ, cần cản thê lại anh em ơi. Tiện Volcat đi cản thê nhé. Volcat này nó có cho anh em ơi. Không cản được. Cái quả Phoenix này xuống đáy cũng chưa ăn thua lắm nhỉ. Đấy, cản con này đi, này thổi giữa đi. Victor đốt à, Victor đốt giữa đi. Cuối cùng người cũng lộ diện. Còn voi này nữa này. Cuối cùng người cũng lộ diện. Mà đánh thẳng. Đổi góc à. Ông bắn được rồi, ông bắn được voi à.
đi thôi. Mình Victor 2 à? Nói vậy thôi anh em ơi, với mình nó đã kết thúc rồi. Chưa lên quả Phoenix 3 cũng hơi tò mò về sức mạnh của nó tí. Nó về là Phoenix này phải chờ hôm khác rồi anh em ơi. Vậy thôi anh em, với mình kết thúc rồi. Bye anh em nhé. Gặp anh trong các clip lần sau.